Anh em, lại là em Thiện đây. Hôm nay em lên mã cây cho anh em mình sưu tầm nha. Là đặc biệt luôn, hôm nay có cây Burana B1 đang ho, đang nụ luôn anh em à. Đó, đang nụ luôn, mùa rẻ này chắc là khỏe luôn. Rồi, bây giờ mình phải chi tiết từng cây cụ thể anh em nha. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây chuồng 42, hay còn gọi là cây chuồng chớp nghịch anh em nha. Cái chuồng 42 này thì không xa lạ gì anh em rồi. Nó một dòng chớp bình dân. Chuồng này có nhiều loại lắm, chuồng thuận nè, chuồng Vũng Tàu nè, chuồng ớt nè, thì đây là cái chuồng nghịch cây chuồng anh em nha. Cái này là một cái cọng tơ khoảng tầm 12 cm đang mở lá, cọng tơ khoảng tầm 12 cm đang mở lá, coi bộ rễ này đó, bộ rễ tầm khỏe luôn anh em nha. Rồi cái cọng chuồng 42 này thì em muốn chia sẻ cho anh em với giá rẻ rẻ thôi, 239 nha, 239 cho một cái cậu chuồng 42 bao ship cho anh em luôn, về anh em chỉ việc chơi và sưu tầm thôi. Cây rất là đẹp và khỏe, thân hình bằng ốp của em luôn anh em nha. Rồi tiếp theo em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây lavender. Lavender này là gồm một mẹ một con, cây mẹ là khoảng tầm 7 cm và lên cái mầm khoảng tầm 1,5 cm. Bộ rễ đây đó, anh em thấy không, bộ rễ đây ra rồi, ổn định anh em nha, rễ này ra ổn định rồi đó. Rồi thì cái lavender này là một dòng chớp sâu, nó này về chớp gọi là đầu sâu số 1 của Việt Nam đấy. Đó, mấy cái chớp kia thì, nhưng mà cái dòng này thì bông nó nhỏ anh em nha, bông nó không bự, giống nó cũng nhỏ luôn, nó khoảng tầm 15 cm trở xuống thôi. Anh em nào mà chăm người nghệ nhân mát tay thì tầm 20 cm, còn lại cứ 15 cm trở xuống, dòng lùng lùng mà anh em. Ở chợ lavender này là gồm một mẹ một con, em muốn chia sẻ rẻ rẻ cho anh em mình sưu tầm 450k. À, nó 450k thôi cho một cái chậu lavender một mẹ một con, rất là khỏe luôn. Cây mẹ khoảng tầm 7 cm và lên cái mầm khoảng tầm 1,5 cm anh em nha. Rồi chậu thứ ba muốn chia sẻ cho anh em, cây này là ấm chậu ổn định bù rễ anh em nè. Đó, nó ra bám chậu rồi nha. Đó là cây vàng đỏ hóc môn. Cây vàng đỏ hóc môn này là em đã khai thác một hướng rồi. Đây, khai thác một hướng rồi. Thì cái hướng bên đây vẫn còn xin và chưa lên anh em nha. Đó, vẫn còn cái mắt này, mắt mầm này. Thì cái này là em tắt cách đây được 2 tháng thì nó bị đốm vàng. Em nó xịt anvi rồi, bắt đầu nó ổn định là anh em đó. Lá non lên, nó không còn bị đốm vàng nữa. Và cái mầm mà khi mà em tắt cái mầm này ra thì mầm nó khỏe đẹp. À, không có màu vàng. Đây là công này thì em trồng thì được 2-3 tháng rồi, nên là lúc tắt nó bị đốm vàng thôi. Mình nó phòng ngừa rồi. Chỗ này muốn chia sẻ cho anh em với cái giá là 850k vàng đỏ hóc môn anh em nha. 850k vàng đỏ hóc môn, cộng khoảng tầm 9,5 cm. 9,5 cm coi thân nè. Đó, thân rất là khỏe luôn. Anh em thấy không? Gần bằng ngón út luôn. Rồi, chậu tiếp theo, chậu thứ tư em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây Binh Lập Phan. Binh Lập Phan là một hoa rất là đẹp đây. Chậu mẹ của em đang nở hoa luôn đây. Đó, khuôn cánh dài bông bự đó, anh em thấy không, đó chậu nái nè đang nở hoa nè, hoa rất là đẹp, ba biên luôn anh em nha, ba biên dòng bình dân. Cần ha, đây là cần này là chưa xi nhê gì, có em có cái chậu hồi cách đây 2 năm mới cần nó lên, ôi trời ơi 4 năm rồi mà cần nó ra gần 40 cm luôn đó, chơi nó mới đã đó. Cái Binh Lập Phan, Binh Lập Phan này thì cái thằng mầm mẹ nè trên 20 cm đang lên cái mầm con. À, khoảng tầm 8 cm, à, mẹ trên 20 cm, con khoảng tầm 8 cm. Thì em muốn chia sẻ chậu này cho anh em với giá là 350k, à, ổn định bộ rễ, anh em thấy không, ấm chậu ổn định rễ là đó, rễ dưới đi này nè, à, 350k rất là đẹp luôn anh em. Rồi chậu cuối cùng cũng là chậu VIP của ngày hôm nay, đó là cây Burana B1. Burana B1 này là anh em coi cái bộ rễ này, không chê vào đâu luôn, bộ rễ đó nè, bộ rễ đã, bộ rễ rất là đã luôn, một nùi chằng chịt luôn. À, thì cái cọng Burana B1 này là 20 cm. Đang nhú một cái nụ hoa luôn anh em nha, 20 cm đang nhú một cái hoa ổn định, về là anh em chốt gửi cho anh em về chơi thôi. Còn không thì anh em để em dưỡng, khi nào mình nở một bông á, đào đầu anh em về lấy chơi vẫn được, sợ nhiều lúc nó nhỏ mình vận chuyển nó sẽ bị hư nụ. Thân này to hơn út, trời ơi, thân rất là phê luôn, to hơn út luôn anh em đó. Rồi chậu Burana B1 này muốn chia sẻ cho anh
anh em với giá là 1.350.000 nha. 1.350.000 cho cái cọng Burana B1 làm tác phẩm thì nhất nách khỏi sợ sai hoa luôn, vì nó đang có nụ luôn anh em. À. Rồi thì hôm nay em múc lên 5 cây cho anh em mình sưu tầm. Đặc biệt có cây hóc môn giá rẻ này, cây lavender, cây Burana B1, còn mấy em kia là bình dân rồi. Anh em thích chậu nào thì cứ nhắn tin trên Zalo hoặc gọi điện em để số phía trên em nha. Anh em yêu thích kênh cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nữa nha. Chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.